Xin kính chào các bạn trên kênh YouTube của KT Audio. Trong thế giới của các loại loa thì nó rất là phong phú. Có nhiều người thích chơi các loại loa lớn có 3, 4, thậm chí là 5 đường tiếng. Nhưng lại cũng có những bạn chỉ thích chơi dòng loa toàn giải thôi, bởi vì là người ta cảm thấy rằng cái loa toàn giải nó thể hiện được cái nét tinh tế trong các cái tiếng nhạc cụ cũng như giọng hát, và nó đáp ứng được yêu cầu nghe nhẹ nhàng tình cảm của người ta. Đấy. Thế thì riêng trong cái thế giới của loa toàn giải ấy, thì nó cũng có rất nhiều hãng, từ những cái hãng loa của Đức đời xưa cho đến những cái toàn giải đời mới bây giờ vẫn tiếp tục sản xuất. Và chúng ta có thể thấy rằng là xung quanh chúng ta, trong các radio, trong các cái tivi, thì tất cả đó là hầu hết nó là loa toàn giải, nó rất gần gũi với cuộc sống. Thế thì có nhiều cái hãng loa toàn giải mà nó sản xuất mới gần đây và cũng đã có cái truyền thống lâu đời và giá cũng rất là đắt, nó đắt tương tự như những cái loa mà nhiều đường tiếng mà là loại đắt tiền. Ta có thể kể một số cái tên loa, những cái hãng loa toàn giải mà nó rất là đắt, ví dụ như là Voxatip của Đức, ví dụ như Lowther của Anh, ví dụ như là Fairtrade của Nhật, và còn nhiều hãng khác nữa, ví dụ Phantom của Pháp chẳng hạn, hay là Supravox, rồi một số cái hãng nữa. Thế thì hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn trải nghiệm một đôi loa toàn giải đời cũ. Nó khá là cổ rồi, nó cách đây tầm 40-50 năm rồi. Và là một cái đôi loa của Anh, hãng Lowther. Và cái đôi này nó thú vị ở chỗ, tức là nó là một cái loa nằm ở trong một cái thùng zin, tức là thùng do hãng người ta sản xuất. Bởi vì là những cái đôi loa Lowther nó nổi tiếng ở cái chuyện là âm thanh cũng hay. Thế nhưng vấn đề đặt ra là cái việc đóng thùng cho nó là khá khó khăn đối với những người chơi. Có nghĩa là nhiều khi các bạn có bản vẽ nhưng mà do cái vật liệu làm thùng nó không đúng như là cái thiết kế, đúng như là cái ý đồ của nhà sản xuất, nó dẫn đến một cái việc là đóng thùng hình dạng thì rất chuẩn, kích thước rất chuẩn, nhưng âm thanh ra nó vẫn không hay được như những cái thùng xịn. Thì đấy là cái khó khăn của những người chơi loa toàn giải, đặc biệt là Lowther. Đấy, còn đối với những loại khác thì cái việc đóng thùng nó đơn giản hơn. Đấy, thì hôm nay chúng ta cùng nhau nghe thử, xem và nghe thử một cái đôi loa Lowther mà nó còn đã 50 năm rồi mà vẫn còn giữ được cái thùng zin và phẩm chất âm thanh vẫn còn được tốt, có thể nói là gần như là khi mới xuất xưởng. Sau đây mời các bạn cùng xem. Vâng, thưa các bạn, đây là cái đôi loa Lowther. Các bạn có thể nhìn thấy là cái kích thước nó cũng khá là khiêm tốn nếu so sánh với một đôi loa mà tôi dựng từ củ loa Antech 40. Đấy, có cái kèn ở trên thì các bạn thấy là cái đôi Lowther này rất nhỏ bé thôi, nó cao chừng độ khoảng 70 cm, hơn 70 cm cái thùng ấy. Cái đôi Lowther này thì có cái đường kính là khoảng 20 cm. Đây là một đôi loa cổ. Đấy, đôi loa cổ thì cái đời xưa, đời Lowther xưa này á, nó có cái xương loa và cái vành bên ngoài là bằng bằng gang đúc và nó là hình vuông. Sau này người ta làm thì người ta không làm cái hình vuông như thế này nữa. Đấy, cái vành để mà bắt ốc này nó là hình vuông. Đấy. Và ở đây có đúc nổi nhé, đúc nổi chữ Lowther đây. Các bạn nhìn thấy có cái chữ Lowther đúc nổi đây. Còn bên này có chữ P6M, tức là cái tên model của loa này là P6M. Đấy. Cái loa này nó có cái củ loa làm bằng Anico. Đấy, của Anico, vì đời xưa mà hay làm Anico. Thế thì cái đặc biệt nhất của cái dòng Lowther ấy, nó có mấy cái đặc biệt, cũng như những cái dòng toàn đợt giải mà đắt tiền ấy, thì thường nó có một số cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là cái củ loa ấy, là nam châm ấy, là nó làm bằng Anico chứ không làm bằng ferrit. Những củ đắt tiền thì bao giờ cũng là Anico, hoặc là sau này, hoặc là nó có những cái củ phiêu coi, nhưng mà cái đấy tôi nói sau. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái màng giấy của nó ấy rất đặc biệt. Nó làm một cái loại giấy đặc biệt và nó rất mỏng, nó nhẹ thôi, mỏng nhẹ. Và ngoài cái màng chính ở đây thì các bạn còn thấy một cái màng phụ đây. Cái màng phụ.
Đấy, nó như cái phễu phụ này, người ta gọi là cái phễu phụ hay cái màng phụ, để cái phần này nó tạo ra cái dải tần cao nghe rất là long lanh là nhờ cái màng phụ này. Đấy, thế còn ở giữa ấy nó có một cái người ta gọi là fast plug, tức là một cái khối kim loại nó lồi ra như thế này. Đấy, nó lồi dài ra như thế này. À, mục đích để phân tán âm thanh, tạo thành một cái trường âm đẹp theo đúng ý đồ của nhà sản xuất. Đấy. Đấy, nó phân tán cái âm thanh nó tản rộng ra, nó không bị hẹp. Và cái loa này thì có cái gân lõm bằng bằng cao su, cái gân cao su này thì nó cũng rất là bền, nó không không hỏng. Sau này lô thờ làm thì là sử dụng gân mút, thì sau một thời gian khoảng 5 7 năm là nó bị mủn, hoặc là 10 năm tùy theo cái điều kiện sử dụng có ẩm hay là nhiệt độ cao hay không, nhưng nó hay hỏng. Còn đôi này là đời xưa 4 50 năm rồi, gân cao su nó vẫn không hỏng và vẫn mềm mại, tiếng vẫn tốt bình thường. Đấy. Thì đấy là cái kết cấu của cái loa này. Sau đây mời các bạn cùng thưởng thức cái chất lượng âm thanh của đôi loa lô thờ này, và tôi sẽ phối ghép với một âm ly single end chạy đèn 845 của KT Audio. Đấy. Tất nhiên đây là tiện có cái âm ly này thì phối ghép thôi, chứ còn cái loa lô thờ này độ nhạy khá cao nên nó có thể cái không nhất thiết là phải sử dụng cái âm ly 845 này. Âm ly 845 này có công suất là khoảng 22W. Đôi lô thờ này có thể sử dụng cái âm ly từ 23W đến 78W là đủ. Ví dụ như là có thể sử dụng âm ly VT25 ghép cũng rất hay, hoặc là 300B cũng được, rất hay hết. Gieo sầu nhân thế, mưa nhớ ai.
vẫn cứ hoài. Đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta gì